星河，一生天地山河，千年你的我，不怕土与连烟悲歌。你在见的光明，沿着梦裂破，锋芒涅槃如我，重燃了希乐。隐遁一城海色，紧随你跋涉，不去想巨浪荆棘波折。你见过我骄傲的、清晰的、赤诚的心，从被迷离过，带着大地长河的笑容去奔赴辽阔。每一丝丝、一缕缕金丝珠，放在我生命展开云朵，它翻腾。Học Châu Phu Nhân. Tập 4. 订酒店就同城，安心预订，退改无忧。同城旅行邀您收看高光时刻。把你脸上那玩意儿摘了。年轻人偶发胃不适，轻症用清药新三九备肽，邀您观看胡珠夫人。细胞级修护，预约年轻肌存锌全新璀璨系列，邀您观看《胡珠夫人》。公主，公主đằng kia， Phương đại nhân， bảo vệ điện hạ， công chúa đi mau。Chạy đi. Điện hạ.Đa tạ tướng quân cứu giúp, không dám nhận lời cảm ơn này. Thần Phương Hải Thị đến cứu giá muộn. Điện hạ, thần hộ giá không chu toàn, xin điện hạ trách tội. Hai vị nặng lời rồi, hãy đứng lên đi. Xin hãy đứng lên đi. Ca ca, huynh bị thương rồi sao? Không sao, chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi. Còn đệ, lấy đâu ra một đội quân như vậy? Làm gì có một đội quân, chỉ có vài người vậy thôi, chạy vòng quanh qua lại ở đây nhiều bụi đất ấy mà. Tiểu tử đệ đúng là lắm chiêu, dùng binh không ngại giở thủ đoạn, học theo huynh đấy. Nhưng mà theo ta thấy, đây chỉ là kế tạm thời thôi. Nếu như những tên sát thủ đó nhận ra được kế sách của chúng ta, với số người mà chúng ta có, thì chắc chắn là không đủ. Điện hạ, xin điện hạ hãy lên đường ngay. Sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy? Có phải là đường đi xốc quá, hay là vì khí hậu? Ngươi nói chuyện với ta đi. Tứ điện hạ, khởi bẩm tứ điện hạ, đoàn xe của công chúa Đài Lan đến rồi. Mau tiếp đón.
Tham kiến tứ điện hạ. Tham kiến tứ điện hạ. Không cần đa lễ. Thang tướng quân, Phương đại nhân. Nghe nói công chúa Đề Lan và Phương đại nhân gặp phải thích khách trên đường, quý sưởng lòng như lửa đốt. May mà đám tặc tử đó không có bản lĩnh, không làm mọi người bị thương, vẫn ổn. Đề Lan điện hạ không sao cả, phiền tứ điện hạ nhọc lòng rồi. Tứ điện hạ miễn lễ. Bôn ba đường xa, ta đã lệnh cho người chuẩn bị danh trướng và thức ăn cho Đề Lan và các vị. Mau vào trong nghỉ ngơi dùng bữa. Được lắm, ngươi lại lợi hại lắm rồi phải không? Tuy công chúa chú Liễn ở xa ngàn dặm, nhưng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ngươi. Trẫm đang nói chuyện với ngươi đấy. Nhìn trẫm này, ngươi đúng là con chim ưng không chịu thuần phục. Bây giờ dám bay lên mổ mắt của trẫm. Bệ hạ nặng lời rồi, thần không dám. Các ngươi tưởng rằng đưa công chúa về thành Thiên Khải là tốt cho cô ta, các ngươi đang hại cô ta. Đưa hết đám đồ đệ của ngươi vào trong cung. Có một người tên là Phương Trắc Anh trẫm đã từng gặp, bây giờ còn một tiểu đồ đệ nữa, đúng không? Bệ hạ, chuyện này không liên quan tới bọn họ. Nếu như công chúa đến được thành Thiên Khải an toàn, thì trẫm sẽ cho ngươi biết thế nào là không liên quan. Ca ca, sao vậy? Tuần tra xong rồi à? Sao thế? Sắp về Thiên Khải rồi, sao sắc mặt lại ngày càng kém thế? Sắp trở về rồi, nhưng trong lòng ta lại thấy thấp thỏm không yên. Chúng ta cứ thế đưa Đề Lan điện hạ về, Đề Hốt sẽ không nổi giận chứ? Sao vậy? Trước đây lúc cứu người chẳng phải là rất dũng mãnh sao? Bây giờ sợ rồi à? Không phải là ta sợ cho mình, mà ta lo cho Đề Lan điện hạ. Ý chỉ của bệ hạ giao cho chúng ta chính là phải đón tứ điện hạ và Đề Lan điện hạ. Không phải là chúng ta, mà là ta. Đệ là lén đến đây, một mình ta chịu phạt thì cũng không sao. Ta chỉ sợ có kẻ lấy chuyện này làm cái cớ để gây khó dễ cho Tế Văn Quán và sư phụ. Vậy thì phải làm sao? Hải thị, đệ có từng nghĩ đến nếu như chúng ta chỉ đón tứ điện hạ về thì bọn họ sẽ đối phó với ta, Tế Phong Quán và sư phụ như thế nào không? Chưa nghĩ đến. Chắc là cũng sẽ làm khó. Nếu như ta chỉ đón tứ điện hạ về thì kẻ có ý đồ vẫn sẽ lấy đó làm cái cớ để đối phó với sư phụ và Tế Phong Quán. Kiểu nào cũng sai hết, khỏi suy nghĩ còn hơn. Đại công tử, tiểu công tử, hai người xem ai đến này. Tiêu Tử Ca, tiểu công tử, đại công tử, Tiêu Tử Ca đến đây để đón bọn ta về Thiên Khải sao? Sư phụ có nói gì không? Tiểu công tử muốn hỏi, chỉ huy sứ có gì đệ tự ý rời khỏi quán mà tức giận không, đúng chứ? Ngày ấy không tỏ thái độ gì, nhưng Tế Phong Quán chúng ta làm việc trước giờ chỉ nhìn vào kết quả. Chuyến đi đến cảng Tây Bình, công lao bảo vệ điện hạ của tiểu công tử rõ rành rành. Chỉ huy sứ đặc biệt dặn dò, bảo ta viết tên đệ vào danh sách làm nhiệm vụ. Vậy đó, nhiệm vụ đầu tiên của tiểu công tử đã ở trước mắt rồi. Sao sư phụ đã biết hết rồi vậy? Ta đã báo những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua về Tế Phong Quán rồi. Vậy nhiệm vụ mới của ta, ta sẽ làm cùng đệ. Tiểu công tử, tứ điện hạ và đoàn của công chúa chú Liễn sắp sửa vào thành Thiên Khải rồi. Đại công tử sẽ phụ trách bảo vệ, nhưng nhiệm vụ của tiểu công tử hơi gấp một chút, phải xuất phát ngay lập tức. Đội nghênh đón ở cách đây 10 dặm thôi, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Có ta ở đây, đệ yên tâm đi. Đi đi. Vậy ta đi đây. Tiêu Tử Ca, nhiệm vụ lần này là gì vậy? Xử lý kẻ phản bội trong quán. Trong quán có kẻ phản bội, vừa đi vừa nói. Thiên Khải.
Trấn quân đại tướng quân Tô Minh tham kiến tứ điện hạ. Tô đại nhân, bệ hạ có khẩu dụ, mời công chúa điện hạ đến dịch trạm nghỉ ngơi trước. Mời tứ điện hạ và Thang đại nhân, Phương đại nhân lập tức vào cung diện thánh. Xin tuân theo ý chỉ của bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ có chỉ, Quý Xưởng là nhi tử thứ tư của Thiên Hoàng Hiếu Tông Hoàng đế, cũng là hoàng đệ của trẫm. Trời sinh có lòng hiếu thảo, không thẹn với đạo làm con, bình sinh ngay thẳng thanh cao, sống tự lập không buông thả, được cử đến chú liễn nhiều năm, cần cù kính cẩn. Nay ban sách bảo, phong làm Xưởng Dương, khâm thử. Chúc mừng Xưởng Dương điện hạ về triều. Thang tướng quân ở lại, những người khác lui cả đi. Trẫm và Quý Xưởng nhiều năm không gặp, có rất nhiều lời muốn nói. Chúng thần cáo lui. Tham kiến điện hạ. Quý Xưởng, để đi đường vất vả, chúng thần đều đã lui ra cả rồi. Đừng câu nệ nữa, đứng lên đi. Thần đệ không dám. Đứng lên. Đứng lên. Để ca ca nhìn đệ cho kỹ. Đây là cái gì? Bẩm bệ hạ, là trứng chim ưng. Thần đệ nghe nói khi nuôi chim ưng, nếu như chủ nhân đích thân ấp trứng chim ưng, thì chim ưng nhỏ nở ra sẽ coi chủ nhân như mẹ, hiểu được ý người. Quá ra Quý Xưởng thích chim ưng. Không, thần đệ không có sở trường gì, chỉ một lòng muốn ấp ra chim ưng tốt nhất trên thế gian để dâng lên bệ hạ. Quý Xưởng, đệ đã làm cho trẫm quá nhiều điều rồi. Trận chiến thành Thông Bình năm xưa, nếu không có đệ âm thầm thu gom lương thảo ở Lôi Châu để kịp thời cung cấp, thì loạn Nghi Dương này còn phải kéo dài thêm vài năm. Huống hồ bao nhiêu năm nay bên chú Liễn may mặt có đệ, nên mới nắm được tin tức. Không, Hoàng huynh, đây đều là công lao của Thang đại nhân. Lúc đệ rời khỏi cung vẫn còn rất nhỏ, bao nhiêu năm rồi không gặp, ấn tượng của đệ về ca ca cũng trở nên mờ nhạt rồi phải không? Thần đệ vẫn nhớ, lúc rời khỏi Đại Trưng, Hoàng huynh đén đệ bánh dẻo vào trong xe của đệ. Thần đệ mãi không nỡ ăn. Sau đó chưa được bao lâu, vì trời nóng nực quá, làm bánh bị hỏng mất. Thế nên mới phải chôn chúng ở dưới gốc cây ngọc lan. Quý Xưởng, nhiều năm rồi, chúng ta đều đã mất đi rất nhiều thứ. Nhưng đệ yên tâm đi, những ngày tháng sau này sẽ không giống như trước kia nữa. Nay đệ đã về đến kinh thành, trẫm đảm bảo với đệ, trẫm đảm bảo rằng đệ sẽ có được những thứ mà đệ nên có. Hoàng huynh, những thứ khác Quý Xưởng không dám tham lam, chỉ xin sau này có thể luôn ở bên huynh, huynh đệ đoàn tụ. Thang tướng quân cũng có công lao, trẫm thăng chức cho ngươi, lên làm chủ tướng Hoàng Tuyền Quan. Lui xuống lĩnh lệnh bài đi. Đa tạ long ân của bệ hạ. Có nghe ngóng được gì không? Nghe ngóng được rồi,
Thang đại nhân theo Tứ điện hạ đi ý kiến hoàng đế. Tứ điện hạ được phong làm Xưởng Dương, Thang đại nhân cũng được thăng chức lên làm chủ tướng Hoàng Tuyền Quan. Vài ngày nữa sẽ xuất phát tới Hoàng Tuyền Quan. Chấn Sơ ca ca chuẩn bị đi Hoàng Tuyền Quan. Dân, Thang đại nhân đã được thăng chức rồi. Ta không thể hiểu nổi tại sao Thang đại nhân và Tứ điện hạ đều đã vào hoàng cung, chỉ có mình công chúa của chúng ta ở lại trong dịch trạm. Trước giờ chúa Liễn và Đại Trưng có quan hệ hòa hảo, đáng lẽ hoàng đế Đại Trưng phải nên triệu kiến công chúa của chúng ta trước tiên chứ, không được nói lung tung. Đây đều là thánh ý, sao ta và ngươi có thể suy đoán được? Chú 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 cảm mạo lĩnh, gia trung trang bị, nõn nõn đe, hẳn thiê xin. Chú 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 cảm mạo lĩnh, yêu nín chi xu quan khẳng, hú chú phu rẩn. Đã đến hết chưa? Nó là đã đến cả rồi. Phương Trắc Anh tham kiến bệ hạ. Thiếu một người. Không. Không hề thiếu. Ngươi không biết đếm sao? Đã đếm rồi, không nhầm. Vậy ngươi nói ta nghe thử. Hắn từng là người của Tế Phong Quán, nhưng bây giờ thì không phải nữa. Hắn tự ý hành sự ở Trấn Cư Bắc, sợ bị truy cứu nên đã chạy trốn rồi. Vậy sao? Vậy theo như ngươi phán đoán, đến bao giờ thì Tế Phong Quán mới có thể bắt hắn về chịu tội? Cần một ít thời gian. Ngươi không sợ trẫm phạt ngươi sao? Phương Chư chịu phạt. Ngươi cũng lớn tuổi rồi, cơ thể không chịu phạt nổi đâu. Người đâu? Lôi Phương Trác Anh ra ngoài. Đánh 200 trượng, Phương Chư có thể xem phạt. Dù sống hay chết cũng phải đánh hết 200 trượng. Bệ hạ không được. Trác Anh là thần tử của bệ hạ. Nếu quân coi thần như tay chân thì thần sẽ coi quân như tim gan. Nếu quân coi thần như cỏ rác thì thần sẽ coi quân như kẻ thù. Ngươi đừng dùng có mấy lời đó để áp chế ta. Theo trẫm thấy, trên đời này không có quân thần cùng hỗ trợ, chỉ có giày dò lẫn nhau. Lôi xuống, đánh. Không được. Các anh chỉ nghe theo sắp xếp của thần. Nếu bệ hạ nhất định phải phạt thì phạt thần trước đi. Đánh ngươi thì được, còn đánh hắn thì không được sao? Được. Nếu như ngươi muốn bị đánh cùng đến thế thì chịu đòn cùng luôn đi. Lôi cả hai xuống. Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi sáu, Tiểu công tử mệt rồi sao? Tiêu Tử Ca, tối hôm qua đi vội quá, ta nhất thời chưa suy nghĩ kỹ. Đi một quãng đường dài, đầu óc cũng minh mẫn hơn rồi. Huynh vẫn không định nói thật với ta sao? Ta không hiểu lời của tiểu công tử cho lắm. Nhiệm vụ mà sư phụ bảo huynh và ta thực hiện là đi bắt kẻ phản bội Tế Phong Quán. Đúng vậy. Có tranh chân dung không? Có. Nhưng ta đốt rồi. Ta nhớ mặt, đã là người của Tế Phong Quán, sao lại có tranh vẽ? Nếu Tiêu Tử Ca không giải thích được, thôi thì ta tự đi hỏi sư phụ vậy. Tiểu công tử, tuy đệ là tiểu công tử của Tế Phong Quán, nhưng với võ công của ta và đệ, đệ nghĩ đệ có thể rời đi như vậy ư? Huynh cũng nói rồi, ta là tiểu công tử của Tế Phong Quán, đã là người của Tế Phong Quán thì cũng cần gánh vác một phần trách nhiệm. Cứ chạy về Uyển Châu như vậy thật chẳng thỏa đáng chút nào. Đây cũng là vì đệ thôi. Ta biết ngay là
việc đón đệ Lan Điện Hạ về không dễ như vậy mà. Tóm lại xin đệ lánh đi đã. Dưới dòm trời này đâu đâu cũng là đất của vua, trừ khi cả đời này ta không về Đại Trung, nếu không ta có thể trốn đi đâu được. Số Phương Hải thị ta hèn kém, mới vài tuổi phụ thân đã qua đời, đến họ cũng là sư phụ ban cho. Ta vốn không phải đóa hoa trong phòng kính, nếu lần này ngọn nguồn rắc rối đến từ ta, chuyện này ta gánh vác được hay không cũng đều phải gánh. Cứ bỏ mặc sư phụ và Trác Anh rồi một mình bỏ chạy như thế, ta không làm vậy được. Tám mươi bảy, tám mươi tám, tám. Khởi bẩm bệ hạ, người đã ngất liệm đi rồi. Khởi bẩm bệ hạ, tiếp tục đánh nữa chỉ e hết đường cứu giãn. Phần còn lại hãy để thần chịu thay. Đại nhân khoan đã, Phương đại nhân chịu cực hình quá nặng, vết thương đã rách ra, lúc này không tiện di chuyển. Đợi ta cầm máu cho ngày ấy, rồi ngài đưa ngày ấy ra khỏi cung cũng không muộn, làm phiền y quan rồi. Không dám. Thần tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Trẫm đã xét công ban thưởng. Tô Khanh, các khanh còn việc gì chưa xong sao? Thần đang định xin ý chỉ của bệ hạ. Xem ra đã bàn bạc rồi. Phải, đã bàn bạc kỹ càng. Chỉ còn mấy việc về sửa soạn liên hôn, vẫn cần bệ hạ ra chỉ thị. Việc đầu tiên là đề Lan Điện Hạ. Điện Hạ cành vàng lá ngọc, ở dịch trạm thì không tiện. Vậy thì tối nay đưa vào trong cung đi. Cô ta thiếu thốn gì thì cứ bảo họ đi sắp xếp. Ý bệ hạ là không phải cô ta chỉ còn thiếu bước hành lễ nhập cung thôi sao? Chưa có phong hiệu, chưa làm lễ đại hôn, hành lễ như vậy thật sự không hợp lễ pháp. Vậy thì cho cô ta một phong hiệu, sắc phong cô ta làm Thục Dung Phi. Tất cả làm đơn giản thôi. Bệ hạ, chuyện này sao vậy? Tô Khanh có dị nghị về sắp xếp của trẫm ư? Thần đáng chết, thần sẽ tuân chỉ làm ngay. Ý chỉ của bệ hạ đến, mời điện hạ tiếp chỉ. Đề Lan tiếp chỉ. Bệ hạ có chỉ, sắc phong công chúa Chúa Liễn, Kha Lạc Nhĩ Đề Thị làm Thục Dung Phi, lập tức vào cung, tất cả làm tối giản, khâm thử. Công chúa, rõ ràng hoàng đế Đại Trưng này xem thường Chúa Liễn chúng ta. Công chúa, người phải nghĩ cách đi à. Chủ tướng Hoàng Tuyền Quang than càng tự cầu kiến. Tham kiến điện hạ. Điện hạ, thần đã biết chuyện vào cung rồi. Sao ý chỉ vào cung lại gấp gáp như vậy? Hoàng đế Đại Trưng sắp xếp như vậy là có gì bất mãn với ta hay Chú Liễn ư? Điện hạ, người nhất định phải giữ tinh thần. Bây giờ Lôi Châu hỗn loạn, Ni Qua La, Thổ Quả Lỗ đều lâm le Chú Liễn như hổ đói rình mồi. Trước nay Chú Liễn chỉ dựa vào Đại Trưng, chỉ dựa vào bệ hạ. Trong cung khắp nơi dơ bẩn, bệ hạ ân uy khó đoán. Người nhất định phải noi theo Tử Trăm điện hạ, lấy được lòng của bệ hạ, hiểu không? Ta tự biết huynh nói với ta những lời này là vì muốn tốt cho ta. Công chúa, nghi quan nội thị trong cung đã đến rồi. Truyền, chuẩn bị nhập cung.
sư phụ và các anh đâu? Bẩm tiểu công tử, chỉ huy sứ và đại công tử phụng lệnh đến hoàng cung, bây giờ vẫn chưa về. Sư phụ, sư phụ, các anh, sư phụ, các anh sao vậy sư phụ? Sư phụ, con đã sai rồi. Đêm nay có thể để con chăm sóc các anh không? Đợi huynh ấy khỏe lại, người muốn phạt con thế nào cũng được. Không cần đâu, con đi đi. Sư phụ muốn bảo con đi đâu? Rời khỏi Tế Phong quán. Đi đâu thì ta không ràng buộc con. Sư phụ, mau đi đi. Sư phụ, lần này các anh bị phạt trưởng đều là tại con, là Đế Húc. Nhất định là hắn xử lý các anh vì chuyện bọn con đón Đệ Lang Điện Hạ về. Đây là giận cá chém thớt. Sư phụ, chắc chắn chuyện này có điều kỳ quặc. Nếu không những kẻ ấy nghe theo ý của Đế Húc thì là trong đội ngũ đón dâu và trong số những quan viên ở cảng Tây Bình có người tiếp ứng. Nếu sư phụ cảm thấy con ở đây thì chuyện này không thể chấm dứt. Vậy có thể lập tức đưa con vào cung. Con có thể trực tiếp bẩm báo rõ ràng với Đế Húc. Mở miệng ra là Đế Húc. Con thấy mình chưa gây rắc rối đủ à? Ta không giữ con lại không phải vì sợ con bị liên lụy, mà là vì tính con bướng bỉnh, dạy mãi không sửa, không xem lệnh của thầy ra gì. Rời khỏi Tế Phong quán, Hải thị kính trọng sư phụ. Không phải Hải thị không nghe lời sư phụ. Dù bảo con chết ở đây ngay bây giờ, con cũng tuyệt đối không nói thêm câu nào. Nhưng sư phụ, có thể cho phép con chăm sóc các anh đêm nay không? Sáng sớm ngày mai con nhất định sẽ rời đi. Chỉ huy sứ, vào đi. Chỉ huy sứ, đã sắp xếp cho đại công tử xong xuôi, giờ nghỉ ngơi rồi. Tiểu công tử canh giữ bên cạnh, chưa từng rời nửa bước. Nó có tình cảm với các anh, cứ kệ nó đi. Sáng mai chúng ta xử lý tiểu công tử thế nào? Vẫn phải xin chỉ thị của người. Người ở chung với chúng lâu quá, cũng không hiểu quy củ luôn rồi ư? Rõ, làm như cũ. Đi đi. Dân. Mở miệng ra là Đế Húc. Con thấy mình chưa gây rắc rối đủ à? Ta không giữ con lại không phải vì sợ con bị liên lụy, mà là vì tính con bướng bỉnh, dạy mãi không sửa, không xem lệnh của thầy ra gì. Bài vị hoàng hậu Đại Trưng hiếu đoan ý hiền, nhân huệ dực thiên khải thánh văn, kha lạc nhĩ đề thị.
Chạy cái gì? Gặp ma hay sao? Không phải đâu bệ hạ. Nô tỳ thấy bệ hạ hôm nay có nhã hứng nên muốn đi lấy một đĩa mơ ngâm cho bệ hạ nhắm rượu. Ngươi làm việc thỏa đáng đấy. Trẫm muốn thưởng cho ngươi. Thưởng ngươi 100 gậy để trị cái tật nịnh nọt dối trá của ngươi. Bệ hạ thánh minh, nô tỳ như cái bàn quan lợn đổ đầy nước mỏng manh trước mặt bệ hạ. Người đá một cái là nô tỳ dở ngay. Có gì thì nói đi. Bẩm bệ hạ, Thục Dung Phi vẫn đang chờ ngoài điện. Người không truyền vào nên nương nương đã đứng nửa đêm rồi. Truyền cô ta vào. Truyền Thục Dung Phi. Kha Lạc Nhĩ Đề Thị Chú Liễn tham kiến bệ hạ. Vô lý. Trong mắt ngươi chỉ có trẫm. Ngươi để hoàng hậu ở đâu hả? Là tử. Hỗn sự. Còn tưởng bản thân có được sự bảo vệ từ chú Liễn. Kha Lạc Nhĩ Đề Đề Lan của chú Liễn tham kiến bệ hạ. Tham kiến hoàng hậu. Ngươi đội khăn đến gặp trẫm cũng là quy tắc của chú Liễn sao? Theo tập tục kết hôn của chú Liễn, Đề Lan đã là phi tần của bệ hạ, nên lần đầu gặp bệ hạ phải tháo khăn lụa ra trước mặt thánh thượng. Vô dị. Đây là cái gì? Bẩm bệ hạ, đây là vật may mắn thần thánh của tộc nhà mẹ thần thiếp. Thần thiếp có nó từ nhỏ, vẫn đeo đến giờ. Lần này Dương Quân chú Liễn có lòng thật đấy. Người tên gì? Đề Lan. Đề Lan. Ngươi và tỷ tỷ ngươi giống hệt nhau. Thậm chí ngươi còn có đồ của nàng ấy. Nhưng ngươi không phải Tử Trâm. Khắp thế gian này cũng chỉ có một Tử Trâm. Ngươi không phải nàng ấy. Không phải nàng ấy. Thục Dung Phi. Thục Dung Phi. Thục Dung Phi. Thục Dung Phi. Hôm nay bệ hạ bận rộn việc công, hay là người về cung Vũ An nghỉ ngơi đi. Good, good, good. Sau này không có ý chỉ của trẫm thì không ai được bước ra khỏi cung Vũ An nữa bước. Tế Phong Quán,
Hoàng đế bệ hạ có chỉ, Phương Chư quỳ xuống nhận chỉ. Đại nhân, hôm nay đại nhân nhà ta thật sự đã mệt lắm rồi, nên đã đi nghỉ trước. Ngài xem, có thể bệ hạ có chỉ, để Phương Chư lập tức ra lĩnh chỉ. Đi nghỉ rồi thì gọi dậy, để hắn quỳ mà xem cho kỹ. Cứ nói trẫm mời hắn cùng thưởng thức, trẫm cho hắn toại nguyện, mà hắn dám không cho trẫm toại nguyện. Đây đều là lời của bệ hạ. Nếu hôm nay không truyền được chỉ, thì bảo ta nói những lời này cho người trong quán, đỡ làm khó mọi người. Đại nhân, Tiêu Tử Ca, để ta đi gọi sư phụ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, người làm sao thế? Sư phụ, sư phụ cũng bị phạt trượng rồi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, đêm khuya đến thăm, nhất giả Phương đại nhân rồi. Ý chỉ của bệ hạ ở đây, hãy quỳ xuống nhận đi. Bệ hạ sai chúng ta gửi tranh vẽ Thục Dung Phi đến mời ngài thưởng thức cùng. Mời ngài quỳ xuống xem cho kỹ. Ta chưa nhìn rõ, để ta nhìn rõ đã. Đây là Thục Dung Phi. Đúng vậy, ngài nhìn rõ rồi chứ? Ta vẫn chưa nhìn rõ. Ta sẽ quỳ ở đây đến khi trời sáng, cho tới khi nhìn rõ thì thôi. Sư phụ, rốt cuộc là bức tranh quan trọng cỡ nào mà để một người bị thương nặng thế này quỳ để xem? Im đi. Sư phụ, lùi xuống đi. Phương đại nhân, bệ hạ còn chuẩn bị cho ngài một nhánh tuyết sâm nghìn năm. Ngày mai nô tỳ sẽ mang đến cho ngài. Xin cáo từ Phương đại nhân. Những người để tâm đến nỗi đau ngoài da thịt thì rất may mắn, vì đa phần họ chưa từng thực sự mất đi điều gì. Mấy năm nay có một chuyện vô cùng đau đớn khiến ta không ngừng nhớ lại. Nếu loạn nghi dương năm đó ta không bị mối hận diệt môn che mờ hai mắt, không giấy binh bao vây từ sớm làm Tử Trăm mất mạng, thì có phải cô ấy và A Húc sẽ có một gia đình hoàn chỉnh không? Con của họ cũng sẽ an toàn đúng không? Chỉ tiếc rằng con đường quay đầu là quá ít. Ta có thể giúp A Húc có được tất cả, có được thiên hạ, nhưng không thể trả lại nữ nhân mà hắn yêu nhất. Đêm nay nàng đã ăn điểm tâm chưa? Cười gì chứ? Đêm tân hôn
Làm gì có tân lang nào câu đầu tiên đã hỏi ăn điểm tâm chưa. Ở ngoài kia mọi người ăn uống no say, chỉ mình nàng ở đây chờ ta. Ta sợ nàng đói, đội mũ miệng nặng quá, sợ nàng không chờ được ta nữa. Tục lệ kết hôn chỗ các nàng có như ở đây không? Tập tục kết hôn ở Chú Liễn không giống Đại Trưng. Ở chỗ chúng ta, phụ nữ phải đội khăn lụa được dệt từ 18 loại tơ để xuất giá, sau đó dán ra để lộ mặt trước mặt phu quân. Khăn lụa được dệt từ 18 loại sợi. Nhưng mà giờ ta đã gả cho Điện Hạ rồi, vẫn làm theo lễ nghi Đại Trưng. Chỉ có dòng cổ Long Dĩ Thần này, đây là tộc quy của Kha Lạc Nhĩ Đề Thị. Từ nhỏ ta luôn đeo nó không tháo ra. Hôm nay làm lễ ta vẫn phải đeo. Chàng cười gì thế? Ta đang nghĩ, nếu nàng đứng trước mặt ta rồi tháo khăn lụa được dệt từ 18 loại sợi xuống, chắc chắn là rất đẹp. Thật đáng hận, thật đáng hận. Cứ kệ ta đi, ta có điều hổ thẹn. Con về trước đi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, mặt trời lên rồi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, người đâu? Sư phụ, người đâu? Mau tới đây. Sư phụ, đi thay nước sạch đi. Được rồi, dứt nó đi. Phong quán
听我义无反顾质问，一时分寸的针妥帖我们，凉风细雨推住门，空荡不恨，这现实安稳太适合牺牲。见我一万烈的天真，几种勇伴隐忍，浪费余生。时光再蛮横，也要百尺子骨骼，思念到不必借你回忆来傍身。当时风花纷纷，应是好时辰，何故要断作风月里孤身。像在丹青的城，篝火令笔墨的人，不肯用灵魂相认。望你余生涉水而去的生动的心。